Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Cao Minh Tiến. Và ngày hôm nay thì Cao Minh Tiến có đi tham gia một game show của VTV3, đấy là Sức Nước Ngàn Năm. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại trung tâm phim truyện Việt Nam ở Thụy Khuê. Và đây, ngay sau lưng mình là studio. Ok, và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi vào khám phá studio, một trong những cái trường quay game show của Đài Truyền hình Việt Nam mà thường xuyên các bạn nhìn thấy ở trên truyền hình, xem là bên trong nó sẽ gồm những cái gì và nó sẽ như thế nào nhé. Và ngày hôm nay chơi cùng với là Hoa hậu thân thiện Ngọc Anh Nana. Hello. Lu. Diễn viên Ngọc Hiền. Ping 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 ping. Các bạn thử nhìn xem trong trường quay này có bao nhiêu cái màn hình, các bạn đếm thử được không? Và tất cả mọi cái đúp quay hình sẽ là một đúp ăn ngay, và chính vì vậy là bọn mình sẽ phải kiểm tra rất nhiều góc máy khác nhau cho mỗi một cái màn hình. Đây chính là cái màn hình này, sẽ là cái màn hình để chạy queue, chạy chữ cho MC. Khi MC đứng ở trên thì sẽ nhìn vào màn hình này để đọc. Rồi đi vào phía trong thì chúng ta sẽ đến với phòng make up và chúng ta sẽ gặp gỡ MC Nguyên Khang. Hôm nay MC Nguyên Khang sẽ là người dẫn chương trình cho chương trình Sức Nước Ngàn Năm, và lát nữa chúng ta sẽ cùng làm việc với anh ấy. Đố các bạn là đằng sau này có bao nhiêu cái đèn? Cho các bạn xem này. Bao nhiêu cái đèn? Bao nhiêu cái đèn đang? Ôi trời ơi, thật là sực này. Kinh khủng. Nhiều đèn thế. Ui. Và đây là mọi người đang tập kịch bản. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình. Và trước tiên vào chương trình thì chúng ta sẽ chào khán giả xem truyền hình. Và bây giờ sẽ phải tập và phải quay cái đúp mà để chúng ta chào và chúng ta tạo dáng ấy. Thật sự là rất là khó khăn. Tôi thật sự là không quen làm cái công việc này một chút nào. Không biết là lên hình thì sẽ như thế nào đây, nhưng mà trông tôi thật là kỳ cục. Tôi không thấy là tự tin với cái cách làm này. Các bạn nhìn thấy kia không, kia chính là cái bục của người chơi. Và chúng ta sẽ đến đấy xem là nó còn có cái gì nhá. Đây, trên cái bục thì nó sẽ có một cái màn hình, và tí nó sẽ hiển thị những câu hỏi và câu trả lời, và chúng tôi sẽ kích vào đây. Nhưng mà điều đặc biệt nhất là các bạn biết là cái gì không? Tôi thật sự ngạc nhiên và chưa bao giờ tôi nhìn thấy nó. Đó chính là cái quạt ở dưới bục này. Hóa ra là mỗi một cái bục sẽ chứa một cái quạt để cho người chơi có thể là dễ chịu hơn và mát hơn. Và các bạn biết không, đứng với một khối lượng đèn khổng lồ ở trên dọi xuống và xung quanh dọi vào như vậy thì cực kỳ nóng, sân khấu cực kỳ là nóng nhá. Không chỉ là nó nóng theo đúng nghĩa đen, chứ không phải là vì mình nghe câu hỏi và mình cái cảm xúc của trên này mình nóng đâu, mà nó thật sự là nóng bởi vì rất nhiều ánh đèn dọi vào. Trong lúc anh Nguyên Khang đang bàn lại kịch bản và đọc lại kịch bản một chút này, thì chúng ta sẽ ghi hình ngược một chút là sẽ cho ca sĩ Ngọc Hiền hát trước. Và đây cũng chính là một cái mà rất là bí mật, bởi vì bình thường thì các bạn sẽ thấy là người chơi chơi xong thì sẽ hát hoặc là sẽ làm gì đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta ghi hình thì chúng ta sẽ biểu diễn trước. Và chúng ta cùng nghe xem là ca sĩ Ngọc Hiền đem đến cho các bạn ca khúc gì. Và sẽ nghe một chút thôi, còn lại thì các bạn sẽ chờ đợi ở trong phần game được phát sóng nha.
sáng đến tối, chỉ là thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son môi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mờ ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, lên đâu cũng được. Em không cần mang make up từ sáng đến tối, anh chắc yêu luôn một mặt nơi em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chiếc sân nhà đầy hoa. Anh nói anh còn bên em sao cũng được. Thôi nghe vậy thôi nha, không thì lộ quá, không thì hết ca khúc mất. Và các bạn hãy đón xem chương trình Sức Nước Ngàn Năm được phát sóng trên VTV3 vào thời gian tới. Đây là số ghi hình đầu tiên của format mới các bạn ạ. Và chúng mình là những người mở hàng, những người chơi đầu tiên của format mới. Và hy vọng là mọi việc được suôn sẻ. Và gì nữa, các bạn, mình sẽ không bật mí nhiều, không thì lộ hết tất cả các cái bí mật của chương trình. Và các bạn đoán xem là trong 3 người chơi thì ai sẽ là người chiến thắng, và phần thưởng của người chiến thắng sẽ là gì. Các bạn hãy đón xem chương trình này khi mà đã được phát sóng đầy đủ trên VTV3 nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip tới. Hy vọng là kênh của Cao Minh Tiến sẽ luôn luôn đem lại cho các bạn những điều thú vị. Hãy like, share, subscribe kênh của Cao Minh Tiến để đón chờ những clip, những xung quanh những cuộc sống của Cao Minh Tiến và những cái cách Cao Minh Tiến làm nghề ra làm sao, và tất cả những cái mà các bạn khúc mắc chia sẻ xung quanh việc thiết kế thời trang. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Luôn yêu các bạn.